Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Nếu bạn nào mà để ý đến được cái trang Binance và CZ là cái người đứng đầu CEO của Binance phát hiện ra một cái dòng twist vào ngày hôm qua là ngày 15 tháng 11, khi mà thế giới được ghi nhận là đã cán cái cột mốc là 8 tỷ người. Đấy. Thì Binance có một động Binance nói chung và CZ nói riêng có một động thái, một cái dòng twist mới ở trên Twitter, đó là 8 tỷ người sẽ sử dụng tiền kỹ thuật số, tiền ảo trong một vài năm tới. Thì cái câu nói này của Binance có làm cho anh em cảm thấy có một cái gì đó rất là định hướng không? Theo cá nhân của mình, theo cá nhân của Invest TV ấy, thì các bạn hình dung như này nhé. Binance và CZ đang là cái người tiên phong trong cái lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Ông ấy đang nắm giữ một cái sàn giao dịch tiền điện tử, tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, và có một cái dòng twist định hướng gợi ý cho mọi người rằng là không sớm thì muộn, 8 tỷ người trên cái thế giới này sẽ sử dụng cái đồng tiền kỹ thuật số ở trong tương lai thôi. Thế như vậy ai là người được lợi nhất từ cái định hướng này của CZ? Các bạn nghĩ đi, có phải là CZ không? Đó. Thế là mình nghĩ trong cái câu nói này của CZ ẩn ý nhiều cái ý nghĩa hơn chỉ là cái việc mà anh ý khẳng định lại cái điều mà cái kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận được ở trong ngày hôm qua, là thế giới đã đạt đến cái con mốc 8 tỷ người. Dân số đạt đến con số 8 tỷ. Và ngầm ý của CZ ở trong cái dòng twist này đó là việc không sớm thì muộn thì các bạn cũng sẽ toàn bộ cái nhân loại này sẽ sử dụng cái tiền tiền số thay vì cái tiền mặt thôi. Đó. Và ai là người hưởng lợi? CZ là người hưởng lợi chứ ai? Đấy, nếu mà mọi người sử dụng tiền số thì mình cứ lấy giả dụ như chỉ có khoảng 10% dân số thế giới sử dụng được cái tiền kỹ thuật số mà có trao đổi qua cái sàn Binance, thì các bạn xem tự tính xem nó là cái con số bao nhiêu người, và mỗi người chỉ cần gọi là có 1 đô ở trên cái sàn sàn Binance thì thôi, thì là CZ cũng đã thu được bao nhiêu tiền rồi đó. Nên là mình nghĩ là cái tư duy của CZ thì thực ra gốc gác thì ở Trung Quốc, nhưng mà có lẽ cái quãng thời gian mà ở Trung Quốc của CZ cũng không nhiều, nhưng mà tuy nhiên thì anh ấy được sinh ra và lớn lên ở trong một cái gia đình mà có lẽ cả bố cả mẹ mình không không khẳng định chắc chắn là bố hoặc mẹ, cả bố cả mẹ của CZ là người Trung Quốc, nhưng mà dù gì thì có lẽ cái dòng máu người của Trung Quốc nó vẫn hiện hữu ở trong người của CZ. Cho nên là cái tham vọng mà trở thành bá chủ thế giới của CZ trong cái lĩnh vực tiền điện tử nó có chắc chắn rồi, mình nghĩ chắc chắn là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thấy không, từ cái vụ FTX, cái chỉ cần có một chút 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 thông tin rò rỉ của Alameda Research, là cái công ty song hành cùng với lại cái sàn FTX, hở ra trên trong một cái báo cáo tài chính là cái số lượng tiền cái số lượng coin ký quỹ của Alameda Research bằng cái đồng FTT ấy, nó đang cao cao quá mức mà Alameda Research có thể chi trả được nếu mà xảy ra sự cố. Thế là CZ lên Twitter làm cho vài dòng, thế là chỉ ông hai vài ngày sau là FTX sập luôn. Đấy, một 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 cái cách kết liễu đối thủ không thể nào mà có thể gọi là nhẹ nhàng và nhanh gọn hơn. Nên bây giờ có cần phải đao to búa lớn lên mạng chửi bới gì nhau đâu. Anh ấy chỉ lên, anh chỉ cảnh báo vài câu, gọi là cảnh báo cũng không đả động gì đến FTX luôn. Đấy, chỉ bảo là rủi ro khi mà ký quỹ quá nhiều như thế mà số lượng tiền gửi đảm bảo mà không 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 chi trả được ấy, thì nếu mà bán tháo ra một cái là mất giá trị. Thế là và anh cũng chỉ bảo là Binance của anh ấy đang nắm giữ một số lượng nhất định cái đồng của FTT thôi, và có lẽ cũng sẽ thanh khoản dần để
để tránh rủi ro. Thế là thị trường nháo nhào lên, bán tung bán tháo, thế là cái FTX sập luôn. Đó. Thực ra thì và sau đấy động thái tiếp theo của CZ đó là việc anh ấy kêu gọi các cái sàn giao dịch tiền điện tử tập trung công khai cái phần ký quỹ đó, để đảm bảo cho các nhà đầu tư họ thấy an tâm khi mà cái lượng tiền mà họ đầu tư trên các cái sàn này vẫn còn có cái tính an toàn. Thế thực ra thì các cái sàn kia, nếu mà sàn nào làm đúng thì không sợ, nhưng mà các cái sàn mà họ đầu tư ra quá nhiều, vượt quá cái phần mà họ có thể chi trả được ấy, đấy, và có tính rủi ro cao ấy, thì là coi như là lại dẫm phải cái vết xe của sàn FTX rồi. Và Binance thì có thêm một cái động thái bỏ hàng tỷ đô ra để làm với số tiền bảo hiểm, tiền bảo hiểm cho các cái khoản đầu tư của các nhà đầu tư ở trên sàn đó. Thế thì có phải là anh ấy đang tự nâng giá trị của cái bản thân của cái sàn Binance lên, và làm cho cái sàn giao dịch khác cảm thấy họ không thể theo được Binance, thì họ sẽ bị các nhà đầu tư bán tung bán tháo đi, rồi có cái sự tháo chạy của cái thị trường, hoặc những cái sàn họ đã đầu tư từ trước đến nay mà không phải Binance đó. Thế tóm lại, chỉ qua cậu có một vài cái động thái gần đây, mình thấy được rằng là cái ý định thôn tính cái thị trường tiền điện tử thế giới của Binance nói chung và của CZ nói riêng là có thể khá là rõ ràng, và anh ấy cũng không cần phải làm cái gì gọi là kêu gọi tôi sẽ phải là bá chủ của cái thị trường này. Nó chỉ anh chỉ cần làm đúng những cái thứ mà các cái nhà đầu tư mà họ đang cảm thấy là cần thiết và an toàn ở cái thị trường tiền điện tử này. Tức là họ nhìn thấy cái tấm gương của các cái sàn như FTX thì họ sẽ tự giác, họ sẽ có cái sự điều chỉnh cái danh mục đầu tư, có thể là không vào các sàn đấy mà lại nhảy vào Binance nữa. Thế là anh CZ lại kiếm được lời từ đấy đó, các bạn thấy không, rất là thầm nhỏ đó. Đấy, đó là một số những ý kiến của Invest TV về những cái động thái mới nhất của CZ trên thị trường hiện nay. Thì không biết ý kiến của các bạn như thế nào, các bạn có thể để lại dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Rồi, kênh Invest sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về dự án P Network cũng như là các cái thông tin khác về thế giới tiền điện tử gửi đến quý vị các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.